Bên kia bờ ảo vọng Chương 1 Phần thứ nhất Người đàn bà thầm nghĩ Tại sao mình đã yêu nguyên đến thế? Cô chăm chăm nhìn anh qua làn ánh sáng xanh tái của rạng đông Anh còn đang ngủ say Vừa hiên vừa xa lạ Như một hình nhân bằng sáp Gương mặt gờ cong trên sống mũi Vành tai Vẫn con người ấy Da thịt ấy Trước kia anh là vừng hào quang ở trong cô Giờ Không còn tòa ra hơi ấm của tình yêu Và niềm vui sống Người chồng xoay mình nằm nghiêng Những sợi dâu ở cầm anh Khẽ cỏ vào má vợ Một cảm giác ghê tờm Và cách biệt khiến người đàn bà ngồi nhồm lên Quái lạ Sao dâu anh ta thư vậy Cô nhìn chồng lần nữa Tựa lưng vào tường Thở thẫn Ngoài hành lang Có tiếng chân bước Rồi ai đó đánh rơi chiếc xô loàng xoàng Làm gì mà âm ý lên thế Vừa mới bành mắt ra Giọng đàn bà oang oang Đó là tiếng quát của mụ tòng Một người đáng khiếp sợ trong khu nhà Đáp lại tiếng mụ Một giọng đàn ông nhỏ nhẹ hốt hoảng Xin lỗi chị Cái quai xô bị tuột lúc nào tôi không hay Không thấy mụ tòng nói gì thêm Giáo sư Lê Người đàn ông vừa đáp lời đã đi xuống cầu thang Tiếng dép lệt xệt Vọng xa dần Rồi không gian hoàn toàn yên tĩnh Lúc ấy Khoảng 4 giờ Thành phố còn chưa thức giấc Nhưng ánh sáng đã lan tỏa trên vườn tượng phố xá và lọt qua khe cửa mỗi căn phòng. Đó là thứ ánh sáng độc địa, trộn lẫn sương mù với nắng ấm cuối xuân. Người đàn bà rùng mình vì cô chợt thấy cái đầu chồng nhô trên tấm chăn giống như đầu tượng gỗ trong phòng bảo tàng. Xa lạ làm sao dưới làn ánh sáng xanh tái đang chuyển dần sang màu thiết loãng. Một tiếng kêu vụt dậy trong cô. Kẻ dối trá ti tiện. Đã có thời, mình yêu anh ta như một kẻ cuồng si Ngày đầu tiên cô gặp anh là một sớm oi nồng tháng 6 Lúc đó, Linh là nữ sinh trường đại học năm thứ hai Giáo viên bộ môn phái nguyên xuống phụ đạo cho lớp học văn của cô Đa số, học viên là nữ Các cô gái sớm hiểu biết, giàu mộng mơ và biết giá trị của mình Các cô tò mò phòng đoán về anh chàng giáo sinh trẻ tuổi nổi tiếng là thần đồng. Cô nào cô nấy nuôi hy vọng về một mối thiện cảm sẽ nảy sinh. Và Nguyên xuất hiện trong bộ quần áo xoàng xĩnh bằng vài thô không xe sợi. Người tầm thước, mặt sáng, tóc đen nhánh, giọng nói đầy tự tin. Khiêm nhường nhưng lạnh lẽo, anh không nhìn tới bất cứ cô gái nào trong lớp. Một lớp nổi tiếng về các cô gái xinh đẹp, nhiều tài lẻ trong toàn trường những bụi phấn trứng bám trên ngón tay anh và những hạt gầu rơi xuống vạt áo. Chiếc khuy áo cổ bị đứt và vết mực dây trên cửa tay. Anh hấp dẫn mọi người bằng vẻ say mê nồng nhiệt những cao vọng tinh thần. Anh nói về văn hóa phục hưng, các nhân tố tiến bộ của xã hội tư bản mới, những dao động thời đại và điểm sung yếu của nền móng xã hội cũ, lòng khát sống và sức mạnh của cá nhân đòi phát triển động lực vĩ đại đã đầy lùi bóng tối trung cổ, đưa con người bước lên những bậc thang rực rỡ của nhân văn. Kiến thức sắc bén và toàn diện của anh khiến cô kinh ngạc, vẻ ơ hờ của anh như một thứ ét xăng màu nhiệm, tưới lên ngọn lửa si mê của cô ngay từ phút đầu tiên. Hồi đó, cô 19 tuổi, xinh đẹp và dịu dàng, cô khiến cho đám thanh niên nghiêng ngả ở bất cứ nơi nào cô đặt chân tới. Trước đó một năm, cô hứa hôn với anh chàng hàng xóm, theo gợi ý của bà Di Ruột, người đã nuôi cô, thùa còn thơ tới lúc trưởng thành. Anh chàng này mê mẩn linh từ năm cô 16, một mối tình cuồng nhiệt và ngưỡng vọng. Anh ta đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, biết chiều chuộng cô và biết mọi nhẽ lo toan cho đời sống. Giá không gặp nguyên, mọi sự sẽ xuôi dòng. Nhưng cô đã gặp anh và cô đã gánh chịu sự ruồng bò của cả gia đình. Những lời đàm tiếu mỉa mai khinh miệt của dân phố, sự căm ghét và những nhục mạ của người yêu cũ. Trời ơi, mình đã yêu nguyên hơn cả cuộc sống của mình. Giá như cô không yêu anh đến thế, một cuộc sống dư thừa đã chờ đợi cô. Vị hôn phu của Linh chỉ còn mong tới ngày cô ra trường để làm lễ cưới gia đình lo cho anh ta một ngôi nhà khang trang các thứ đồ gỗ đắt tiền và những tiện nghi sang trọng mà người đương thời mơ ước chiếc xe máy anh ta đưa đón linh luôn luôn thay đổi và bao giờ nó cũng là loại đắt tiền nhất áo quần anh ta mặc và mua sắm cho người yêu là trang phục thời thượng hợp lực của đời sống vật chất không phải là không mạnh mẽ đối với con người sau khi từ hôn linh đã thức đêm hàng năm ròng máy quần áo thuê kiếm tiền cho bà dì giả lễ cô đã ngủ gục trên giảng đường giữa hai giờ học hoặc trong cuộc chuyện trò của đám bạn gái cô thèm một bát văn thắn hay một miếng bánh mì kẹp trà và những buổi tối mùa đông cóng rét khi bài học chưa xong cô đã chờ đợi anh thay vì được đưa đón và cô đã nhẫn nại chịu đựng cành sống tùng tiệm rau muối trong những năm chung sống đầu tiên phải mình đã yêu anh ấy với tất cả tình yêu mà người đàn bà có thể có những hàng ghế trống vắng nơi giàng đường buổi chiều nào đó họ đã hẹn hò nhau một vòm cây giữa trưa hè tỏa bóng xuống sân cỏ anh đã giảng cho cô nghe thần khúc của đăng tơ với một âm điệu thâm trầm phía sau giọng nói Sao em cứ luôn luôn ngạc nhiên trước các dữ kiện của đời sống Và những biến cố của các cá nhân trong xã hội Đừng nhìn họ như những vị thần Thần thánh chỉ sống trong trí tưởng tượng của loài người thuở sơ khai Bây giờ con người đã đủ khôn để hiểu rằng Vĩ nhân nào cũng có 30% sự siêu phàm Còn 70% kia dành cho kiếp sống trần tục Bởi lẽ đó họ cũng sẽ giật mình khi gió rông Sấm sét sẽ đau đớn dày vò khi mất mát quyền lợi riêng sẽ có những ngộ nhận và lầm lẫn anh đã ném ra khỏi bệ thờ những thần tượng ở trong cô nhưng chính anh anh lại biến thành một thần tượng mới anh thường mỉm cười nhẹ nhàng ẩn chút giễu cợt ở khóe môi anh linh tìm thấy sự vững vàng trong ánh mắt diệu vợi của anh cô thấy những kinh nghiệm sống và một tâm hồn trắc ẩn người đàn bà run lên với những hồi ức yêu đương cuồn cuộn chảy trong tim buổi tối ấy trong bóng tối rạp chiếu bóng anh đã vuốt ve những ngón tay cô họ đang xem cuốn phim màu robinson cô bị cuốn hút vào các giai điệu còn anh ghé sát bên cô thì thầm âm nhạc là thứ nghệ thuật dễ lôi cuốn hơn cả vì thế nó dễ lừa mị con người em biết không Robinson là hình ảnh người hùng của thời trước Làm người hùng thời nay khó hơn nhiều Không cuộc đấu tranh nào phức tạp và hiểm nguy hơn cuộc đấu tranh của con người với chính con người Lúc ấy cô đã sừng sốt nhìn anh Và trong bóng tối đôi mắt anh rực lên Vừa dịu dàng vừa xa vắng Vẻ đẹp trí tuệ nở bừng trong đôi mắt đó Những đóa hoa thần bí trồi lên trên sóng nước cô siết chặt tay anh muốn hôn lên bàn tay ấy muốn nói với anh ngay tức khắc rằng cô mãi mãi yêu thương và tôn thờ anh họ đã sống những tháng năm tuyệt đẹp cho đến lúc cô phát hiện được những bài báo dối trá của anh vẻ khinh khi của đồng nghiệp những lời đàm tiếu sau mỗi chuyến đi mỗi lần thăng lương thăng chức không cuộc đấu tranh nào phức tạp và hiểm nguy hơn cuộc đấu tranh của con người với chính con người Kẻ nói những lời đó đã thỏa hiệp Con người có đôi mắt rực sáng Và vẻ yêu tư dịu dàng kia Đã cúi nhìn xuống đất Anh tước bỏ mọi niềm tin của cô Như thế Anh cũng tiêu diệt luôn tình yêu Đi cùng với nó Tại sao Tại sao Linh không thể cắt nghĩa Tâm trạng cô rối loạn Vì hối tiếc tình yêu đã mất Vì hoảng hốt chứng đổ vỡ Đe dọa tương lai vì một hy vọng âm thầm và mãnh liệt nếu kéo đời sống yên ấm cũ. Nhưng đồng thời, con người tình táo của lý trí lại mỉm cười chế giễu và chỉ cho cô biết rằng trái tim cô đã lìa bỏ nguyên, rằng đôi mắt cô đang nhìn anh với cái nhìn lạnh lẽo và sự khinh khi, căm ghét đã khiến những sợi râu anh chạm vào da thịt cô cũng gợi nên sự nhờm tở. Người đàn bà nghĩ, kẻ dối trá ti tiện, Lẽ ra mình không thể nằm chung với anh ta trên một chiếc giường Lúc đó Nguyên lại trở mình Anh vươn vai Ngáp Linh chân chân nhìn chồng Thật kinh sợ cái giây phút người ta chợt Thấy ngôi nhà mình trú ngụ tồi tàn dơ giấy Cây hoa trước cửa chia đám lá bụi bặm Một thần tượng từ bóng tối thiêng liêng của đền đài Bị ném ra dưới ánh mặt trời trang trói Hiện nguyên hình là một khúc gỗ mốc meo Phương Linh, trời sáng chưa em?" Nguyên cất tiếng hỏi giọng ngái ngủ. "Có lẽ trời sáng rồi." Linh đáp. Nguyên mở mắt, mỉm cười. "Lại định gây sự phải không, cô bé rắc rối?" Đôi tay ấm nóng của anh vươn rộng ra, Ghi đầu vợ vào ngực mình. "Bỏ em ra nào." "Sao thế?" "Không sao cả." Nhưng em muốn trở lại câu chuyện tối qua Lại chuyện tối qua Nguyên mở mắt nhìn vợ với nụ cười độ lượng Đừng trở lại câu chuyện ấy làm gì Thời cuộc Chiến thắng Chiến bại Chân lý ngụy lý Tất cả những thứ ấy Hãy đặt ngoài cánh cửa căn phòng này Ở đây Chỉ có em và bé Hương Ly là tồn tại với anh Nguyên ôm choàng lấy lưng Rụi đầu vào ngực cô tóc anh đã có sợi bạc. Tại sao người ta có thể bạc tóc ở tuổi 32? Linh băn khoăn nghĩ, bố mẹ Nguyên đã về hưu vài ba năm nay, sống ở một ngôi nhà khá đẹp với khu vườn rộng ở ngoại ô. Cả hai cụ đều chưa bạc tóc. Hồi Linh yêu Nguyên, mái tóc anh đen có ánh xanh như lông một loài chim. Mỗi khi có món tóc xòa xuống trán, Nguyên đưa tay chậm rãi vuốt ngược lên Linh yêu cử chỉ ấy của anh Biết bao lần Chờ cô trước công trường Anh đã đưa tay vuốt mái tóc đẹp đẽ ấy Nguyên vẫn ôm vợ nồng nàn Tình yêu của anh nhân lên với quãng thời gian chung sống Đó không phải là một thông lệ Con người cần gia đình như con thú cần hang ổ Anh nói Em có nhớ đời sống của loài gấu không? Suốt mùa đông, nó trốn rét trong hang, chỉ gặm mỡ lòng bàn tay mà sống. Chúng ta cũng chỉ là một loài gấu, chúng ta cần nơi trú ngụ, nơi trốn tránh mùa đông với những bão rông. Chỉ cần khép cửa phòng lại, ôm em với hương ly trong vòng tay, anh quên hết mọi khắc nghiệt của cuộc đời. Nguyên ngừng lại, áp tay lên môi vợ. Lúc đó Linh thấy thương anh, nhưng đồng thời cũng cũng nhăn mặt vì ghê tởm gương mặt anh cũ kỹ thảm hại làm sao người đàn bà vội nhắm mắt để xua đuổi ý tưởng ấy cô vội vã hỏi sao anh nóng thế sốt à nguyên đáp không anh khỏe như một con gấu và anh yêu em linh gạt tay chồng nhưng anh đã ghì lấy cô cuồng nhiệt thôi đi anh trời sáng rồi kia không có sáng và cũng không có tối căn phòng này là thế giới riêng biệt của chúng ta không người đàn bà bật lên một tiếng kêu ngoài ý muốn vì những sợi râu thưa thớt của anh lại đâm vào má cô một lần nữa và lần này cảm giác xa lạ nhờm tởm gia tăng tới mức cô không sao chịu nổi tiếng kêu đó khiến nguyên bừng tỉnh anh ngẩng lên nhìn gương mặt nhợt nhạt của vợ hỏi có chuyện gì thế em Linh không đáp Nhưng bỗng dưng Nước mắt ứa quanh bờ mi Chảy ròng ròng trên má Từ ngày họ yêu nhau Chưa bao giờ cố khóc Nguyên nghĩ Không ngờ cơ sự đến nỗi này Anh tung chăn đứng dậy Mặc áo Và kéo tấm màn che cửa sổ Bầu trời mùa xuân lồng lộng hiện ra Đừng dẫm chân xuống đất thế Anh lại viêm họng mất thôi Đôi dép cói em để dưới gầm bàn cái kia Dù đang khóc Linh vẫn kêu theo thói quen Nguyên quay lại nhìn vợ Gương mặt cô tràn ngập tâm hồn anh Ngày cưới Gương mặt ấy cũng trẻ trung Xinh đẹp như bây giờ Một gương mặt không chịu khuất phục thời gian Anh ngồi xuống ghế Tìm bao thuốc Nói đi em em ghê sợ anh sau câu chuyện ấy nguyên châm thuốc linh nhìn anh rồi nhắc lại em ghê sợ anh hiểu không anh hiểu nhưng chính em em không hiểu chưa bao giờ em rơi vào cái trạng thái này anh làm em sợ hãi nguyên gạt tàn vào chiếc vỏ ốc chậm rãi nói nói đúng hơn là em khinh bỉ anh không anh biết không không linh kêu to nhưng cô hiểu rằng anh nói đúng và cô òa khóc nguyên ném màu thuốc định an ủi vợ nhưng anh sực nhớ rằng cử chỉ đó giờ đây không có ý nghĩa gì anh lại ngồi xuống châm điếu thuốc thứ hai nín đi em cần bình tĩnh chuyện trò anh đã phấp phòng từ lâu tai họa này Đối với một người như em Không chóng thì chảy Các ngày hôm nay cũng sẽ đến Anh đổ lỗi cho em Linh cao giọng Nguyên lắc đầu Nhưng anh chưa kịp nói Cô đã tiếp Không, không, đừng đổ lỗi Anh hãy nghe đây Từ khoảng mùa hè năm ngoái trở lại Người ta đã nói đến tai em những lời to nhỏ về anh Không phải anh Trọng Không phải anh Nam Cô Tâm hay anh Phúc những người anh không ngờ tới do những mối liên quan bên ngoài mà em biết được họ đàm tiếu về những bài báo anh viết về mối thân tình giữa anh và tổng biên tập về những chuyến đi châu âu và đông âu của hai người về những buổi tiệc tùng đón rước linh đình ở khắp các thành phố và tỉnh lỵ các anh đặt chân tới em không phải là một cô bé đeo khăn quàng em cũng hiểu lòng đố kỵ và sự độc ác của con người đối với nhau Em đã dò hỏi nhiều nguồn tin và đôi lúc trò chuyện với anh để tìm hiểu sự thực, hoặc có lúc anh im lặng để biểu lộ lòng khinh thị. Chỉ cần một cái lắc đầu của anh, chỉ cần anh xua tay hay nhíu tràng mày, em sẵn lòng quên hết mọi lời đồn thổi. Chỉ cần nhìn khóe môi anh nhếch lên, em tin rằng đám đông kia thấp hèn, nhảm nhí. Và con người chính trực như anh Thật khốn khổ khi phải chịu đựng họ Em đã tin anh đến thế Linh ngừng lại Cô nấc lên và nước mắt chan hòa chảy trên gương mặt Nguyên cúi đầu Gạt tàn vào chiếc vỏ ốc Những ngón tay anh run run Anh nói Anh xin em bình tĩnh Anh biết mình có lỗi Nhưng nói cho công bằng hơn Có một phần lỗi của cuộc đời Anh đừng đổ lỗi cho cuộc đời đó là lối thoát hèn kém nhất Anh hãy nói đi Tại sao anh đã hành động như một Người đàn bà ngừng lại Khóe mép hằn sâu xuống Cô chưa tìm được lời diễn đạt Nguyên vẫn rít thuốc Anh cúi nhìn một con bọ rùa Bị lật ngửa đang quay tròn trên nền đá hoa Linh này Anh sẽ nói hết mọi chuyện Không phải để tìm sự tha thứ của em Nhưng để em khách quan hơn trong việc nhìn nhận con người. Người đàn ông ném màu thuốc cuối cùng vào cái gạt tàn, ngẩng lên. Vợ anh nhìn anh chăm chú, chờ đợi. Cặp mắt nâu rọi những tia sáng trong và lạnh như thủy tinh. Dưới đôi mắt ấy, hai gò má mịn hồng, một vẻ đẹp nghiệt ngã và thơ ngây. Nguyên rùng mình, anh khẽ dẫm chân lên con bọ rùa vài giây rồi nói anh sẽ không bào chữa như tối hôm qua xưa nay anh vẫn yêu cầu đám bạn đồng nghiệp không được nói chuyện công việc trước mặt em vì anh không muốn em làm quen với những thứ em không quen được nhưng bây giờ điều ấy không cần nữa con bọ rùa ngọ nguậy nguyên bỏ chân ra nó lại quay tròn cố lật bụng xuống em có hiểu được tâm lý của một người đàn ông kẻ treo lái con thuyền đời sống trong gia đình. Tâm lý học không dính líu gì tới những bài báo dối trá cả. Trước ngày cưới, anh là một chàng sinh viên tự do. Ngoài những giờ ở bên em, anh có thể gặm bánh mì suông tuần này có tuần khác mà đọc sách. Nhưng có em, rồi có hương ly, đời sống vui thú hơn, nhưng cũng nặng nề hơn. Anh Kẻ chèo lái con thuyền gia đình đã kinh hãi nhìn những con thuyền khác chìm dần xuống đáy nước. Anh ngừng lại, chán hẳn rõ nếp nhăn. Anh không muốn em thiếu một tấm áo mới. Anh không muốn con thèm một đôi giày. Vẻ đau đớn hiện trong khóe mắt anh khiến cô phải quay đi, sống mũi cô cay xẻ. Nguyên nói tiếp. Hồi mới ra trường, anh đã hâm một chàng kỹ mã vừa lên lưng ngựa không quá bồng bột như em nhưng anh cũng bị thiêu đốt bởi ước muốn làm một con người chính trực con người ấy dùng ngòi bút để đấu tranh cho cách mạng dành quyền năng cho công lý ca ngợi tiến bộ phanh phui những xấu xa ti tiện còn tồn tại trong đời sống không riêng anh nhiều đồng nghiệp của anh cũng chung ý tưởng đó nhưng dần dà anh hiểu rằng ước muốn của con người luôn cách biệt bởi một khoảng thời gian và không gian quá dài rộng so với lòng kiên nhẫn của chính họ. Anh được phân công đi nhiều nơi, nơi nào người ta cũng được dặn dò trước để cư xử với phóng viên thật tốt, để trình bày những báo cáo tuyệt thay. Ở đâu, họ cũng thích thổi phồng thành tích và giấu giếm những khiếm khuyết. Đó là căn bệnh phổ biến, chủ nghĩa thành tích hòa lấp những mối hiểm nguy và tô vẽ lên hiện trạng thật của xã hội nó tạo cho con người niềm vui mù lòa cũng như trạng thái bình an giả tạo một mặt đất phẳng che đậy những rạn vỡ âm thầm dưới đáy sâu cố nhiên mọi người đều hiểu rõ điều ấy sẽ đưa đời sống chung của cộng đồng tới đâu nhưng ai có can đảm để chống lại một thói quen đang ngự trị ở mọi nơi mọi lúc ở một xã hội mà quyền năng của mỗi cá nhân chưa được xác quyết tất thảy hành động của chúng ta tùy thuộc vào dòng chảy chung Nguyên dừng lại, đốt tiếp điếu thuốc. Bé Hương ly chờ mình, lầm bầm nói mê. Linh cúi xuống, vỗ con cho nó ngủ tiếp. Trong khoảng thời gian ấy, tiếng chim bên ngoài lành lót vọng vào. Những năm đầu, anh dây dứt, băn khoăn, đã bất bình phản kháng. Sau, anh hiểu rằng chủ nghĩa thành tích kia không chỉ là một thói quen vô thức của người đời. Nó gắn liền với lợi ích của một số cá nhân Và vì thế Nó sẽ được nuôi dưỡng trong thói giả dối Tàn nhẫn và sự vô liêm sỉ Người ta gặt thêm cho mình một món lợi tức Nghĩa là đẩy tình trạng chung của xã hội Thêm một bước tới bờ vực hiểm nguy Nhưng Để tiêu diệt những dục vọng xấu xa ấy Phải là một viên tướng Có tên lửa và thiết giáp trong tay Nhưng anh Anh chỉ là một tên lính bộ binh quen Với khẩu CKC và vài viên đạn bắn lẻ nguyên nhếch môi hình như anh định cười nhưng nụ cười không tới linh vẫn im lặng nhìn chồng nguyên nói tiếp sau rồi anh cũng quen dần với tình trạng ấy còn gì hơn thế được mình là một trí thức nhưng đồng thời cũng là một viên chức của nhà nước là viên chức anh hoàn thành cái phần việc cơ quan đã giao để tháng tháng có quyền lĩnh đồng lương và chăng đời sống có bao giờ hoàn thiện? Cái hôm nay ta thấy đúng, ngày mai đã lại sai. Còn sông hôm nay, mai hóa những bãi bồi. Người đời cũng vậy, ai dám xác nhận giá trị thật của họ tốt hơn hết, hãy nói những lời người ta muốn nói. Linh ngắt lời chồng. Anh tự an ủi tai tinh thật, nhưng xưa nay em có nghe giọng điệu đó đâu. Đúng thế, chính vì em À lại lỗi thuộc về kẻ khác Đừng nói to đi Linh Nguyên cao mày Người ta nghe thấy đấy Xưa nay gia đình mình vẫn êm ấm nhất Trong khu nhà này Anh không ngoa đâu Anh yêu em và muốn chiều chuộng em Mà em lại là một cô bé học trò Không chịu chấp thuận bất cứ sự thực nào Ngoài những dòng chữ tím Không tha thứ cho bất cứ ngoại lệ nào Em thơ ngây như đứa trẻ Nhưng lại ương bướng như bà Hoàng bởi lẽ đó anh không muốn cho em biết những sự thực thế thói gian dối của anh có hai sự thực một sự thực trần trụi và một sự thực con người mong muốn cái gì tồn tại trong lòng mong muốn thì được gọi là ước mơ một người làm báo chân chính không thể chơi cái trò phù thủy đánh cháo ước mơ với hiện tại nhưng nếu cái trò ấy làm đẹp lòng cả hai phía Đừng sống vì muốn làm đẹp lòng người này hay kẻ khác Anh phải giữ niềm tin và lòng chính trực của anh Nhưng anh không phải là ông chủ báo Và Linh quên rằng Linh nhìn trông chăm chặt Không lời Hai má đỏ bừng vì giận dữ Nguyên bóp vụn mẩu thuốc trong tay và hạ giọng Ngay trong đời thường Đã mấy ai dám nói lên những sự thực khắc nghiệt Cả khu nhà này ai cũng biết con chị hồng là một đứa trẻ dị hình xấu xí vừa sứt môi vừa thừa ngón tay cái đầu lại quá to trên cái cần cổ vặn vẹo nhưng đối với chị ấy nó là tất cả vàng bạc trên thế gian một người trung thực đến tàn nhẫn như em em có can đảm bảo với chị ấy rằng con chị là một thằng tan tật nhưng đứa con không phải là một thành phần công nghiệp hay nông nghiệp cũng không phải là kết quả của một phương thức sản xuất hay cách làm ăn đối với người đàn ông cái gì họ đã đặt vào niềm tin danh dự và khát vọng nó sẽ ngang bằng với cuộc sống của chính họ đôi khi nó còn cao giá hơn những đứa con anh nói dối điều ấy ghê tởm quá linh gần như hét lên nguyên định nói điều gì đó nhưng lại thôi vì đứa con choàng dậy ngơ ngác nhìn bố mẹ và sau đó vài giây một giọng nói thô lỗ vọng vào hôm nay đến phiên nhà anh nguyên quét cầu thang quét xong nhớ trả bảng trực nhật cho cô hồng bên kia bờ ảo vọng. Chương 1. Phần thứ hai Mưa kéo những sợi chỉ bạc ròng qua khung cửa. Cuối xuân có những cơn mưa lạ lùng như cuộc hôn phối giữa thứ mưa phùn ngày Tết nguyên đán với những cơn mưa rào hối hả đầu hè. Hai vợ chồng nguyên ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm việc. Bé Hương Ly đã được gửi với ông bà nội chiều qua Cả hai đều im lặng Họ đã nói với nhau nhiều ngày đêm Chẳng còn điều gì để nói thêm Nhưng cũng chưa đi đến sự ngã ngũ cuối cùng Người chồng đã vun đầy một đống tàn thuốc Ngón tay anh thâm xỉ Đầu lưỡi đắng ngắt, Không còn cảm giác mùi vị Anh lắng nghe mưa rơi Lần trở lại mùa mưa dầm trước ngày cưới Ngày đó, ngâu kéo dài tuần nọ qua tuần kia, đường lầy khủng khiếp, khu học xá lại càng tồi tệ hơn. Vậy mà anh chẳng có lấy một chiếc áo mưa cho ra hồn. Đi đón Linh, anh trùm một tấm ni lông rách mép. Dạo đó, họ còn quá trẻ và tình yêu xóa đi hết thảy những khó khăn. Chỉ cần vài chiếc bánh bao không nhân cũng đã là một bữa tiệc ngon lành. Linh may quần áo gia công để bà dì trả lễ cho gia đình chàng hôn phu cũ Cô dành dụm được ít tiền Nhưng lại mất cắp trước ngày cưới vài tuần Mất món tiền Linh lao vào làm ngay Làm đêm đến mức lăn ra ốm Nấu cháo hoa cho em ăn với đường Mẹ em còn sống Thích nhất là cháo trắng Linh bảo anh như thế Cô nằm trên giường gương mặt trắng như mỡ đông nguyên xe lòng anh tìm gà men gom nhặt tiền đi mua phở cho cô lúc đi anh quên đem ni lông theo nửa đường trời đổ mưa to khi chạy được tới cửa hàng người anh ướt như chuột lột hàng phở ấy treo một tấm gương tuy đã ố nhưng còn soi khá rõ hình ảnh đám khách ăn trong đó vô tình nguyên nhìn thấy mình giữa bọn họ một chàng trai gầy còm trắng xanh bận quần vá đũng và áo sơ mi lỗi mút từng món tóc ướt bếp vào trán anh nước nhỏ ròng ròng anh móc nắm tiền lẻ đếm mãi lão chủ quán hất hàm bỏ gà men ra cái nhìn của gã khinh thị mặt nguyên nóng ran anh bỏ gà men xuống Bọn người xung quanh không để ý tới anh Họ đang mải ăn xì sụp Tuy nhiên Nguyên có cảm tưởng rằng Hàng chục cặp mắt mọc phía sau gáy họ Đổ dồn nhìn vào mình Đám người ấy đều béo tốt Ăn mặc bành trẹ hơn anh Đấy là khoảnh khắc đầu tiên Anh hiểu được nỗi đau đớn của sự nghèo nàn Và anh đã ra lệnh cho mình Không bao giờ được lâm vào cảnh nghèo túng anh đã cố gắng đã làm hết sức mình để kiến tạo cái tổ ấm êm này làn da mịn màng kia đôi má hồng hào tươi mát kia làn tóc óng ả à kia cả cái dung nhan ngời ngợi của cô anh đã cố công gìn giữ giờ đây tất cả trôi tụt khỏi tay anh cũng chính bởi sự gắng gỏi đó tại sao đời sống lại hàm chứa những bất công tàn bạo như thế tại sao niềm hạnh phúc nhỏ nho của con người lại tạo dựng lên trên những nghịch lý không thể dung hòa trời ơi giá như anh cứ cam chịu tuân theo cái nguyên tắc đã thờ phụng hồi còn trai trẻ anh có thể làm những gì chỉ là những màu tin vắn tắt chung chung nhạt nhẽo thỉnh thoảng mới có thể đưa vào đó một bài in có chất lượng sự trung thực cho phép phải tới một giai đoạn nào đó người ta mới chấp nhận được những bài báo loại đó. Và tới giai đoạn ấy, đời sống của anh, của cả gia đình anh sẽ trôi giạt tới đâu? Không, không, anh không thể đơn độc tồn tại. Anh không thể tuân theo lý tưởng một cách mù loà. Một con người làm sao có thể tách khỏi quá trình vận hành chung của xã hội? Linh quá tàn nhẫn và bất công đối với anh. Ngày họ mới cưới nhau khi nguyên còn là một phóng viên quèn cả hai vợ chồng chỉ có ba chiếc áo và đồ vật duy nhất trong căn phòng này là chiếc chạn đựng thức ăn bằng gỗ thùng ghép lại linh không đòi hỏi gì anh cố vui vẻ với những bữa cơm chan nước lọc và răm quả cả muối cô bòn nhặt tiền mua vài vụn may quần đùi cho chồng và lấy phần từng điếu thuốc lá quấn cho nguyên trong những buổi họp liên hoan Linh chưa bao giờ ngỏ với anh một lời ước muốn Dù là một đôi dép Một tấm áo hoa Hay một chiếc quần kiểu mới Trang phục cũ kỹ Đối nghịch với dung nhan lộng lẫy của cô Sinh hoạt tần tiện Làm màu má hồng của cô nhạt dần xuống Nguyên đã nhận thấy điều ấy rõ nhất Khi cô mang thai bé Hương Ly Anh xót xa Anh không thể viết mãi những bài báo không được duyệt Anh đầu hàng đời sống tuân thủ các ước lệ Và khi đó chỉ cần một phần ba trí thông minh sẵn có Anh đã dễ dàng thành đạt Cuộc sống vật chất của họ thay đổi nhanh như có phép màu Linh đón nhận cuộc sống đó cũng hồn nhiên như cô đã từng chịu cảnh sống eo hẹp cũ Không mảy may đắn đo, ngờ vực Cô tin anh, nhưng anh đâu phải một vị thần có phép cài từ hoàn sinh một siêu nhân có khả năng xoay chuyển những thói quen đang ngự trị trong xã hội. Cô vừa cao thượng, vừa thông minh, nhưng lại vừa giản đơn đến lạ lùng và tàn bạo. Giờ đây, cô khinh bì và kết tội anh, làn môi hồng như môi con trẻ và đôi mắt nâu trong vắt, dọi những tia sáng mê dại lòng người. Người đàn ông nhìn vợ, thấy ngọn roi bỏng rát quất lên tim, Cô cũng vừa đưa mắt nhìn lại anh Giận dữ và khinh thị Còn anh Anh yêu cô cồn cao điên dại Yêu từ ngàn xưa Và ngay chính khoảng khắc này Linh cũng im lặng suốt cả buổi sáng như nguyên Họ đã thức gần trọn đêm qua Nhưng cô không muốn ngủ Nỗi lo sợ mạnh mẽ hơn Chiếm lĩnh cả con tim lẫn khối óc người đàn bà Từ lúc nhận ra rằng Tình yêu với Nguyên đã chết linh cũng thấy ngay một khoảng trống heo hút trong lòng một ngôi nhà với mấy đồ sụp sau cơn bão một vùng đất sụt lở chỉ còn để lại vực sâu thế giới tâm linh của cô như một thành trì đâu đâu cũng có dấu vết của anh từ viên đá lát đường tới cây trụ chính từ mỗi hành lang bí ẩn tới những ụ châu mai Bố mẹ cô qua đời lâu rồi Họ chỉ còn là những hình ảnh lãng đãng trong sương mù quá khứ Cả những niềm yêu ái Cả những nỗi nhớ nhung họ gợi lại trong cô Cũng xa xôi như ánh nắng cuối chiều Còn anh, anh đã sống trong cô Tràn đầy và vang động Mỗi ánh mắt của anh khiến cô run rẩy, Mỗi lời nói của anh Tâm hồn cô vọng lại Những hồi âm như vách núi ném lại thung lũng tiếng hú gọi của rừng sâu Đời sống có thể là tất cả đối với con người Nhưng cũng có thể là những giá trị phù ảo Ngay lúc gã chọc phú say sưa vì ruộng vườn Nhà cao sân rộng Thì cây gậy thần định mệnh đã chỉ ra Cái ngày chúng biến thành cát bụi phù du Không có vương quốc Sang giàu nào tồn tại được lâu bền cùng gió bão của cuộc đời Và vì vậy sự nỗ lực xoay xỏa của con người với các tiện nghi vật chất thật tầm thường khi đã ý thức rõ điều đó chúng ta có thể yên tâm với một cuộc sống trọn vẹn đúng với ước nguyện và lương tâm mình anh chưa bao giờ tìm cách tự thổi phồng mình trước con mắt mọi người cũng như trước mắt em anh không thể đem lại cho em cuộc sống sang giàu anh cũng không thể đảm bảo cho em những an nhàn thư thái đời sống vận động và tất cả sẽ vận động theo. Nhưng anh sẽ cố gắng để em đặt niềm tin vào lời hứa này, tình yêu và lòng tự trọng. Trong bóng mát của hàng đường, cô ngả đầu vào vai anh tin cậy. Khoảng không gian và thời gian dài rộng trên cõi đời không còn lạnh lẽo, mênh mông từ ngày cô gặp được anh. Anh vừa là bến cho thuyền cô thả neo, vừa là đỉnh non cho cô trèo tới cái thế giới đẹp đẽ của cao vọng tinh thần anh đã dựng lên trong cô vĩ đại quá trùng điệp quá và bởi vậy khi đổ vỡ nó cuốn hút một phần đời cô xuống tận đáy sâu thật điên rồ mình đã yêu nguyên đến thế cơn giận dữ làm sôi sục máu huyết trong tim cô nhưng lúc ấy cô chợt thấy làn gió cuốn lên tấm rèm che cửa và khoảng trời xanh lơ hiện ra với làn mây trắng nõn nà. Cái hình ảnh dung dị ấy khiến người đàn bà dịu đi. Tấm rèm cửa lại bay lên cuốn vào song cửa. Tấm rèm ấy nguyên mua ở Bucarest trong một kỳ họp ngắn ngày. Chất vải mịn, màu cầm thạch, nổi những vân hoa óng ánh như bọt nước. Căn phòng của họ thật thanh lịch với những bức tường cao quét vôi xanh dịu và tấm thảm rộng trài nền nổi lên những bông hoa hồng chiếc tủ búi phê lót kính phản chiếu các viền vàng trên miệng bát chén màu huyết dụ của những chiếc cốc pha lê chuyên dùng uống vang còn búp bê nhật bản tóc kết hạt cườm chiếc chìa khóa mạ vàng cắm vào vòng tròn của hộp đồng hồ báo thức tất cả những thứ đồ vặt vạnh ấy được đắp đổi dần dà trong cuộc sống hàng ngày càng trù phú, giống như những hạt phù sa bám vào bờ đất, cho tới lúc nào đó người ta mới nhận ra. Linh giật mình, có lẽ chính ta thở ơ quá, có lẽ đời sống ngặt nghèo và tăm tối hơn những lý tưởng sẵn có trong bản thân ta. Chiếc đồng hồ treo tường buông hồi chuông thánh thót, con họa mi Thả một tiếng hót dài tiếp theo hồi chuông. Và sau đó, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Người đàn bà ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường cổ mà chồng cô đã đem về sau một chuyến đi Nga. Rồi ánh mắt cô lại lướt qua tấm vải phổ máy thu hình, có những hình theo Uzbek. Qua chiếc cassette 3 số 5 đặt trên nóc tủ sách, qua bức tượng thần vệ nữ Milo. Dường như tất cả những đồ vật ấy cùng lúc nhìn cô với con mắt chế nhạo và buồn bã. Thưa bà, cho đến hôm nay, bà mới lần tìm xứ sở của chúng tôi. Thưa bà, chắc chắn người ta không thể kiếm chúng tôi như nhặt mấy mảnh vỏ sò trên bờ biển. Thưa bà. Linh lấy lòng. Linh thấy lòng xe lại vì xót thương. Phải chăng cái tổ ấm này được tạo dựng chính vì cô và bé Hương Ly? nguyên đâu phải thứ đàn ông bị những ham muốn tầm thường chế ngự bao năm gần gũi anh cô hiểu rằng trong cõi đời loại đàn ông như anh không phải là dễ kiếm chưa lần nào cô nhìn thấy gương mặt anh nở nang mãn nguyện trước một chiếc xe máy một chiếc đài truyền hình tối tân hay một bữa tiệc sang trọng dư thừa không tất cả tiện nghi của cái đời sống này đối với anh chỉ là phương tiện anh cần có chúng để tìm được tiếng cười của cô để giữ màu hồng trên má cô để tiếng reo đùa của đứa con nhỏ vang lên ròn rã cô hình dung lại những lần anh trở về sau các chuyến đi xa nụ cười dịu dàng trìu mến của anh dáng vẻ điềm tĩnh có đôi phần mệt mỏi khi anh trao cho cô những quà tặng đó là dáng vẻ của một con chim mẹ tha mồi về tổ thật độc ác và bất công nếu cô kết tội con người vị tha ấy những cơn nức nở âm thầm dâng nước mắt trào qua mi người đàn bà lặng lẽ rơi từng giọt nguyên buông điếu thuốc vừa rút chưa kịp châm tới bên vợ nín đi linh em muốn gì em không biết em từ bỏ anh không nhưng em không còn yêu anh nữa vậy chúng ta sẽ sống ra sao anh yêu em bao giờ anh cũng yêu em nhưng em không còn yêu anh được từ bây giờ chúng ta chỉ có thể coi nhau như những người quen con con nó sẽ ngủ với em mẹ con em trải chiếu ở góc phòng không Anh sẽ ngủ ở đó Mẹ con nằm trên giường Em không ngủ trên chiếc giường Mua bằng những đồng tiền dơ giấy Nguyên âm thầm nhìn vợ nghĩ Em là kẻ cuồng tín Em là tín đồ trung thành Và quyết liệt của những lý tưởng Thời niên thiếu Không tha thứ Không khoan nhượng bất kỳ ai Anh thu dọn đồ đạc Trải chiếu vào góc nhà Xong Anh kéo tấm nệm trên giường xuống nhưng cô đã bảo anh bỏ tấm nệm đó ra em không cần giọng nói nghiệt ngã của cô khiến anh tái người nhưng ngay lúc đó anh cũng biết rằng anh yêu cô cuồng dại đặt hai chiếc gối xuống chiếu anh xoa tay đờ đẫn anh nhìn cặp đuôi tròn đầy đều đặn của linh dưới làn lụa mỏng anh thèm được gối đầu lên đó tìm cảm giác thanh thản và ấm áp của người tùy thù bị đầy ra hoang đảo vừa được trở về. Bà giáo phượng, cô ruột linh, thương quảng cáo, quán bún ốc ở phố Lý Quốc Sư ngon nhất Hà Nội. Bà đã đưa cô tới đó vài bận. Tấm biển ghi ngoạch ngoạc hai chữ, ốc nóng trước cô nhà nhỏ. Không có gì sang trọng hơn. Bàn ghế khấp khỉnh, cái thấp, cái cao, nhưng bún trắng và ốc béo tuyệt trần. Thứ nước dấm trưng ớt mỡ cay xè lưỡi hấp dẫn các bà, các cô khắp thành phố. Nhưng hôm nay, hai người không gặp may. Nhà hàng đã treo biển hết từ lúc 9 giờ sáng. Bà Phượng bảo, giờ cháu muốn tới đâu? Linh đáp, đâu cũng được cô ạ, à. cháu không đói. Thế thì uống một ly ca cao nóng vậy Có một quán Cô quen Họ đạp xe song song trên đường Trời lạnh Đám con gái choai choai cố trưng diện lần lửa những mốt áo vừa được ném ra hồi mùa đông Bà Phượng mỉm cười bảo cháu gái Xem cái lũ công ngu ngốc chưa kìa Thời cô, người ta cũng đã mặc kiểu áo ấy Vâng, Linh đáp theo thói quen óc cô trống rỗng Bà Phượng liếc nhìn Linh Cháu làm sao vậy? Thưa cô, không Những chiếc lá xấu già rơi xuống Một thằng ca lơ Chạc 18-19 Đạp xe vượt lên À Bà già trông cũng còn tươi ra phết Còn cô em thì xinh tuyệt Sao nhìn anh lạnh lẽo thế em? Linh im lặng Thằng ranh con ngượng ngùng lầm bầm gì đó Rồi phóng xe đi Bà Phượng than thở Thời buổi quái gở Lũ trẻ ranh mất nếp nhan nhản đầy đường Họ rẽ qua một ngã tư nữa Tới tiệm cà phê Không có biển quảng cáo Cũng không có mũi tên làm tín hiệu Bà giáo dẫn Linh qua một ngõ hẹp Qua vài quán nước trẻ Nơi túm tụm đám dân áp phe của thành phố Sau đó họ chui qua cái cổng thấp lè tè kiều cổ để leo lên một cây cầu thang nhỏ chênh vênh vào đây kẻo không ngã bà phượng gọi linh đang đứng trước hành lang làn khói xám mờ mờ khiến cô ngạt thở khoảnh khắc sau cô mới quen bầu không khí đậm đặc khói thuốc và khói cà phê phòng trà này không rộng nhưng độc đáo bàn ghế được thay bằng những gốc cây đánh xi bóng loáng Bình đựng tàn thuốc Rặt một thứ khổng lồ Tráng men nâu Một tấm tranh sơn dầu trường phái baroque Rực rỡ man dài Một đầu nai khô dương đôi mắt thủy tinh lồi nhãn bóng Nhìn thế gian Hai lọ thủy tinh hình bán nguyệt Treo áp tường Đối diện qua chiếc đầu nai Trồng vạn niên thanh Linh ít khi vào các quán Cô có đủ các thứ nước giải khát trong nhà Lâu dần cô cũng có cảm giác ghê sợ khi bắt buộc phải rẽ vào đâu đó để uống một cốc nước chanh hay ăn một tô phở linh sợ thiếu vệ sinh sợ cái không khí thường trực ở những nơi người ta tìm đến để trốn tránh cuộc sống gia đình quán cà phê này có tiếng trong thành phố ở đây cháu sẽ gặp những người có tên tuổi bà phượng ghé tai linh thì thào rồi bà quay sang tươi cười chào chủ nhân. Ba Phượng Dung gì ạ. À? Chủ quán tì tay lên tủ kính, nghiêng đầu hỏi. Ông ta trạc 50 tuổi, da đen bóng, mắt tinh ranh. Xin ông hai tách cà cao nóng, thứ kèm bơ. Chủ quán gật đầu, đoạn quay vào buồng trong. Làm Dạ! Hai cà cao béo. Vâng! năm phút nữa sẽ có bà lấy bánh chứ ông ta hỏi bà phượng vâng vẫn thứ bánh mọi khi thứ đó nhưng bơi có tươi không bánh hàng tôi bao giờ cũng ngon nhất hà nội người đàn ông đáp và thêm người bạn của bà vẫn dùng loại bánh đó có lẽ lát nữa ông ấy cũng tới đây thế à bà phượng đáp cổ và hai tay đỏ lựng lên. Lúc đó cô bé tên Lan vừa bưng ra hai tách cacao cao bốc khói. Cháu uống đi cho nóng. Bà Phượng hối hả dục Mùi cacao cao thật dễ chịu. Chủ quán nói. Để có được mùi thơm ấy, tôi phải giữ gìn rất công phu. Loại hộp cacao cao nhôm ngày xưa còn khá. Bây giờ người ta làm bằng giấy nến, chành màng một tí là mốc mất mùi ngay cứ gì nước ta cả thế giới này mỗi ngày một phú quý giật lùi bà phượng cười chỉ riêng ông là chẳng phú quý giật lùi thôi đúng không Chú quán cười vừa đắc ý vừa giễu cợt một người khách nữa bước vào y trạc tuổi chu quán nhưng còm cõi thất thểu bận bộ đồ sơ xác lem nhem gương mặt dầu dãi, trông y hệt như một kẻ quen ngủ trên ghế công viên và ngồi uống bia quanh những mẹt mực nướng, nem chảo đầu phố. À, chào ông bạn. Y chào chủ quán, ném chiếc túi thổ cầm đeo vai xuống sàn, chọn một chiếc ghế sát tường để lấy chỗ tựa. Ông chưa đi Sài Gòn à? Chủ quán hỏi. Chưa, y đáp. Sao vậy? Chán, không có lý do nào hơn mà lạ thật ai cũng háo hức đi sài gòn chỉ tôi là không từ ngày giải phóng tới nay tôi đã đi năm lượt quá đủ rồi nhưng dù sao sài gòn cũng đẹp gấp trăm lần hà nội ờ có thể nhưng cái đẹp còn tùy thuộc vào cảm quan của mỗi người ví như cái bình đất nung này ông đặt trên những cái bàn xù xì bằng gốc cây thì tuyệt đẹp và trong căn phòng này nữa với những hàng xấu xum xuê ngoài kia. Nhưng nếu nhắc chúng sang một chiếc bàn tròn sang trọng của một phòng khách nào đó trong một khách sạn ở Sài Gòn thì tức khắc sẽ trở thành lố bịch. Còn người cũng thế thôi, cần phải tìm một khung cảnh thích hợp cho mình. Tôi như ông, tôi chọn quách Sài Gòn làm đất sống. Cả một biệt thự ba tầng ở ngoài này có ngủ mê cũng không thấy chính thế người anh em ạ với người khác tôi là một thằng điên với tôi họ là những kẻ khờ sài gòn không phải là đất gốc của tôi đấy là nơi tôi đến chơi chứ không phải đến ở cuộc sống con người không giống như con chim định cư con chim chỉ cần cái tổ con người không thì chỉ cần một căn nhà dù đó là biệt thự hay lâu đài chăng nữa thôi ông bạn hãy đem quyền sổ nợ của tôi ra đây một ngàn tám trăm đồng chẵn hôm nay ghi thêm cho tôi một bao sammit và một chén cà phê đen y bóc bao thuốc châm một điếu vào lim dim nhà khói y trợt nhìn thấy linh mắt y trợt bàng hoàng linh cảm thấy điều đó cô cúi xuống lát sau khi linh ngẩng lên có hai người khách nữa bước vào Một người đàn ông cao lớn Rất khó định tuổi Có lẽ ông ta 50 Hoặc hơn nữa Nhưng cũng có thể ông ta mới chỉ ngoài 40 Cả vẻ mặt lẫn dáng điệu Người khách lạ đều biến đổi mau lẹ Và đường đột Ông ta đi với một thiếu phụ trẻ Nhưng đã sồ sề Mặt chát đầy phấn Lông mày kẻ trì dài chót thái dương Vừa bước qua ngưỡng cửa Thấy bà Phượng người khách lạ sượng sùng dừng lại phượng phượng ông ta lắp bắp phượng có khỏe không cảm ơn tôi vẫn thường bà phượng đáp lại bằng một giọng nhã nhặn nhưng đầy ẩn ý mắt bà lia như chớp lục soát người đàn bà trẻ đứng trước mặt mình từ đôi guốc hia dưới những móng chân sơn đỏ tới chiếc túi khoác vai từ cặp đùi ngắn dưới lớp vải bò tới cặp môi son tô vụng về nằm giữa gương mặt vuông và ngắn môi bà nhếch lên còn anh chắc còn khỏe chứ cảm ơn phượng à trông anh còn thịnh vượng lắm kia giới thiệu người quen với chúng tôi đi bà phượng tươi cười mắt bà rực lên một thứ ánh sáng lạ lùng quay sang linh bà tiếp đây là Phương Linh, cháu con ông anh cả tôi. Đây là nhạc sĩ Trần Phương, tác giả những bài hát mà cháu vẫn thích. Linh giật mình, ngước lên. Té ra đây là con người lừng lẫy, tác giả của những bức tranh sơn mài cả châu Á biết tên và những bài hát nổi tiếng. "Cháu chào chú." Cô khẽ nói, vì từ lúc vào phòng trà người khách lạ cứ cúi đầu nên tới lúc đó ông ta mới nhìn thấy phương linh gương mặt ảm đạm chợt lóe lên nhưng rồi lại chìm xuống sau lớp mù vây bọc mắt ông ta đẹp may rợi, mi dài chào cô nhạc sĩ đáp với giọng êm dịu gần như nhút nhát ông ta chưa kịp nói gì thêm người đàn bà trẻ đi cùng đã kéo tay áo nhạc sĩ tự giới thiệu tôi là ngọc minh phóng viên tạp chí nghiên cứu âm nhạc xong cô kéo ghế cho nhạc sĩ và cho mình trần phương ngoan ngoãn ngồi xuống nào cho chúng tôi một bao ba số và hai cà phê cô phóng viên quay lại bảo chủ quán sao hôm nay ông lừ đừ như say thuốc lào thế này tôi mới phát hiện ra một hàng bánh ngọt tuyệt thảo ở hàng bông nhuộm ông nên tới đấy mà đặt trên tài bánh ở đây tất cả những ai được quảng cáo đã nếm bánh và cảm ơn tôi rồi đấy vâng tôi sẽ cảm ơn cô cả trăm lần chủ quán đáp đích thần bừng cà phê với thuốc lá ra trần phương quay ra cửa sổ nhìn những vòm lá xấu chắc chắn là để khoa lấp nỗi ngượng ngùng khi nhìn nghiêng hai viền mi ông ta như có màu tím thẫm và dưới viền mi ấy dọi chiếu một thứ ánh sáng thăm thẳm cô đơn Linh chợt ái ngại Hẳn ông ấy chẳng vui thú gì khi nghe người đàn bà chát bự phấn son kia thao thao bất tuyệt Hẳn con người không may mắn này chứa nặng những ưu tư Cô muốn nói một lời nào đó với ông Cháu thuộc rất nhiều bài hát của chú Cảm ơn cô Có đáng gì vài ca khúc bình thường Nhạc sĩ đáp Về khiêm nhường ông cúi xuống thận trọng gạ tàn thuốc vào bình linh nói tiếp cả những bức tranh của chú nữa mặc dù cháu không hiểu biết nhiều về hội họa vâng mấy bức đó tôi vẽ đã lâu rồi nói cho công bằng xem cũng tạm được trần phương đáp và nở nụ cười biết ơn khi ông ta cười hai hàm răng đều đặn trắng như men sẽ ánh lên khiến người ta ngỡ ông còn là một chàng trai bà phượng không rời mắt nhìn ông cô cháu tôi và đám thiếu nữ mộ tài của ông lắm chắc chắn ông còn gặp nhiều may mắn nhạc sĩ im lặng hai gò má ửng lên da mặt ông màu nâu cạo nhẵn bà phượng bất chợt bảo tôi còn giữ được một số ảnh lưu niệm ngày trước anh nhớ cô bận hào của chúng tôi không có nhớ phượng ạ à. trần phương đáp nhẹ nhàng khi nào gặp phượng cho tôi gửi lời hỏi thăm hào chị ấy quả là một người có ý chí anh cũng là một người có ý chí đấy không tôi chưa dám tự nhận một phẩm chất quý báu như vậy nhưng anh đã nhận những phẩm chất còn cao quý hơn phải không bà phượng nói lấp lừng rồi cất tiếng cười trần phương im lặng Ông có vẻ chịu đựng người đàn bà kiêu kỳ và trao chát này Phương Linh bỗng dưng khó chịu với cô ruột của mình Cô bụt miệng Hôm nay cô lạ thế Chú Trần Phương hiền thật Bà Phượng cười chế nhạo Nhưng Trần Phương quay sang nhìn Linh với cặp mắt đen rông bão Cô bé thật tốt bụng Cảm ơn cô Nhạc sĩ nói Lúc ấy bà Phượng thẫn thờ nhìn cháu Niềm linh cảm lo âu khiến bà đờ dài Ta phải về thôi cháu Cô có việc phải đi Bà lắp bắp bảo linh rồi tới trà tiền chủ quán Góc tường bên kia Người khách đeo chiếc túi thuộc cầm bần thiểu Giết từng hơi thuốc lớn Y nhìn Linh với nỗi buồn không che giấu Cô phóng viên đi đi lại lại trong phòng Hai tay thọc vào túi quần bò Cô đọc Hết ngày dài Tới đêm thâu chúng ta đi trên đất phi châu tuyệt thật anh phương anh có nhớ những câu thơ trong vở hòn đảo thần vệ nữ không trần phương không trả lời bên kia bờ ảo vọng chương một phần thứ ba cuộc sống gia đình có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục từ ngày linh biết nguyên đã tiến thân bằng những bài báo ít lương tâm nghề nghiệp quan hệ giữa họ như viên sỏi lăn trên bờ dốc không dừng lại được nguyên cố gắng chịu đựng vẻ lạnh nhạt khinh khi của vợ anh cần cù làm tất cả những công việc anh có thể làm được để giúp linh đứa con ngủ với mẹ nhưng suốt ngày quanh quẩn bên bố bữa cơm nó ngồi giữa hai người bi bô trò chuyện cặp vợ chồng cố giữ không khí êm đềm giả tạo nhưng đôi khi nỗi nhục nhã dâng lên khiến nguyên nghẹn họng và khiến linh tự sỉ nhục mình tuy nhiên điều ấy cũng không đau xót bằng những giây phút hồi ức yêu đương chợt quay lại như ngọn lửa bùng lên trong than tro của thời gian sống đã qua sáng hôm ấy thay vì viết một bài báo theo chỉ thị của tổng biết tập nguyên xuống chợ đồng xuân mua cô bể về làm nem xào mến khi việc nội trợ vừa xong linh nhà trường về bé hương ly cầm chiếc càng cua chạy tung tăng mẹ mẹ rửa mặt mau lên Hôm nay cơm ngon lắm Linh bảo con Đi ăn với bố Mẹ không muốn ăn bây giờ Ừ Mẹ phải ăn cơ Không ăn Ở lớp con không được phát phiếu bé ngoan đấy Linh ôm con vuốt mái tóc tơ của nó Con bé thông minh và có trí nhớ ghê gớm Mới năm tuổi Nó đã thuộc nhiều đoạn trong truyện Kiều Mẹ rứt đầu đã có bố ăn với con rồi mà Mẹ ngốc thế Bố là bố Mẹ là mẹ chứ Bố ngồi một bên Còn mẹ phải ngồi một bên Còn chia cho mỗi người một cái càng cua nhé Còn bé dỗ dành Mắt đau đáu nhìn sang mẹ Sống mỗi người đàn bà cay xẻ Cô thương con và thương thân Linh ăn đi Kẻo ốm mất Nguyên nói và thêm Sao mấy hôm nay Má em Anh không nỡ nói hết câu Đến tuần nay Linh gầy tóp là hai má lại Người đàn bà rùng mình Không đáp lời chồng Cô im lặng ngồi vào bàn ăn cơm Ăn xong Linh mở tủ lấy cam bồ Rồi nhìn những miếng cam xếp hình nan quạt trên đĩa Nguyên bảo vợ Em ăn trước đi Linh cầm miếng cam ăn như cái máy Thậm chí cũng không lột vỏ cam cẩn thận như thường lệ Bật chợt Cơn mưa giông mùa xuân giật tung hai cánh cửa Khiến người đàn bà bừng tỉnh Cô ném mảnh vỏ cam vào chiếc sọt đựng giấy vụn ở góc phòng Rồi ngồi xuống ghế Nhìn mảnh trời tối thẫm bên ngoài Nhưng vì sao ly ti đã mất Đợt mưa đầu tiên sắc xuống Tạt chéo qua ánh điện giống như những sợi thủy tinh Chớp lóe lên viên sáng vòm lá, rồi sau đó là tiếng sấm rền vọng từ phía cuối chân trời. Hình như Linh mệt, ngủ trước đi, rồi anh cho con ngủ sau. Nguyên rẻ giặt nói với vợ, anh đã tự xác định rằng phải chịu đựng cuộc sống lạnh lẽo này cho tới lúc Linh hồi tâm. Dù một năm, hai năm, ba năm hoặc lâu hơn nữa, anh vẫn hy vọng vãn hồi được hạnh phúc của mình. Linh không trả lời Nguyên, cô lặng lặng đánh răng, rồi xuống chiếu nằm. Tiếng mưa gõ đều đều ru người đàn bà vào trạng thái, nửa tỉnh, nửa mơ. Thấy tiếng xào xạc của cơn giông bên ngoài, lẫn tiếng hát lanh lành của một nữ ca sĩ, có máy truyền thanh. Nhưng cô lại thấy phố xá, ánh đen nhà cửa, những gương mặt thân quen chìm vào làn xương dày đặc. Có ai đó thầm thì, nhưng không rõ lời. Một con đường trải rộng dưới chân, ven đường mọc đầy những dây leo xanh lá, lấm tấm màu huyết dụ. Em sốt phải không? Giọng nguyên từ nơi nào xa xôi vẳng tới. Bàn tay ai đặt trên trán cô, giống bàn tay mẹ trước khi bà bị cơn sốt thương hàn cướp đi sự sống. Năm đó Linh 7 tuổi. Hai năm sau, ba cô cũng chết theo Ông yêu vợ quá nên không còn tình thương dành cho Linh nữa. Ông đã bỏ cô để đi theo bà. Linh! Ai gọi cô bằng giọng chiều mến ấy? À, Nguyên! Anh đứng bên ngoài cửa sổ khu học xá, rúi cho cô chiếc bánh mì nóng kẹp pate. Trời rét 8 độ, suốt cơm chiều hai bát, mới 7 rưỡi đã hết veo. Cô bé mắt nâu của anh chỉ có tình yêu mới dạy cho con người những lời lẽ ấy chết thôi tay em đứt rồi kìa làm gì mà vội vã thế đưa đây anh buộc lại cho mắt anh xót xa như mắt mẹ ngày xưa anh tình yêu đầu tiên của cô một chút ấp yêu của người mẹ đã khuất một chút quyền uy của người cha không còn một chút tình tương thân huynh đệ và khao khát tuổi hai mươi linh choàng tay qua cổ chồng trong trạng thái mơ màng nguyên quỳ xuống hôn tới tấp lên mặt vợ ánh đèn soi rõ từng sợi mi trên mắt cô nhưng anh vẫn bàng hoàng cô đã tha thứ cho anh chăng con người quyết liệt và khe khắt hơi ấm từ quãng thời gian yêu đương sâu thẳm tỏa vào máu huyết họ niềm vui sướng và sự gần gũi đã thành thói quen dẫn họ cùng đặt chân lên một lối mòn nguyên tắt đèn lúc đó một tia chớp lóe sáng ngoài khuôn cửa và tấm màn che gió phồng lên khoảng ba giờ sáng tiếng còi xe lửa từ ga hàng cỏ vọng tới linh bừng tỉnh cô vươn vai cánh tay chạm vào bộ ngực trần ấm nóng của nguyên giật mình người đàn bà ngồi nhồm dậy nguyên ngủ say tóc xõa chân gối Hơi thở anh phảng phất mùi thuốc lá rẻ tiền Bao giờ anh cũng tiết kiệm dành dụm cho vợ con Linh nhớ lại mọi chuyện và nỗi hồ thẹn khiến cô nóng ran người Mình đã chung đụng với Nguyên Không vì tình yêu mà bởi thói quen Một phút buông thả trong bóng tối Chỉ có những con thú mới tìm đến với nhau Vì tiếng kêu khác giống Và chỉ những kẻ ngu muội mới cúi đầu tuân thủ thói quen Và những ước lệ khi Nguyên thức dậy Anh thấy vợ ngồi vò võ trong ánh chập trọng của rạng đông Cô nhìn anh với cặp mắt thâm quầng Nguyên thông minh, anh hiểu tất cả Anh xin lỗi em Cô không đáp Anh ôm gối trở lại giường mình Nhưng đôi mắt trống rỗng và nhức nhối của Linh vẫn đuổi theo anh Nguyên tìm bao thuốc rồi trở lại ngồi bên vợ với chiếc gà tàn bằng vỏ ốc nếu em muốn anh sẽ không bao giờ tới gần em anh nói linh dường như chẳng chú ý tới lời nói của anh cô thì thầm em khinh anh bây giờ em khinh chính cả mình đừng nói thế chẳng có gì nghiêm trọng như em tưởng em là người đàn bà quá giàu suy tưởng và khe khắt đúng với mọi người chẳng có gì là nghiêm trọng Linh biết chồng nói chính xác Chẳng có gì nghiêm trọng thật Khu nhà này Ai cũng kính trọng nguyên Một trí thức trẻ Giàu hiểu biết Sống nghiêm túc và độ lượng với mọi người Một người chồng yêu vợ thắm thiết Và một người cha mẫu mực Anh đã dẫm chân lên cái bục Dành cho những người có uy tín trong xã hội Quá sớm so với tuổi của anh Có lẽ mình là một người đàn bà quá quắt Có lẽ Cuộc đời thật bao hàm nhiều bóng tối và bụi bặm hơn ta tưởng. Một thành phố biên chẳng hạn, những con đường sạch sẽ dợp bóng dương, những ký ốt bán đồ lưu niệm, con tàu và những bầy chim trên mặt nước màu lam. Nhưng nếu ta trở lại nơi ấy vào lúc mùa nghỉ mát đã qua, ta đã thấy trên càng lớp nước đầy rác rến, lẫn váng dầu, những bãi cát nhớp nháp rong biển và vây cá, mùi tanh trài lưới và mùi hôi những con tàu cọ rửa bốc lên. Hãy tha thứ cho Nguyên. Người đàn bà nhìn chồng, anh đang châm thuốc, mấy nếp nhăn nho nhỏ hằn trên trán, vài hạt gầu trắng rơi trên vai. Một người đàn ông thật sự sống vì công việc. Nhưng công việc ấy để làm gì? Linh lại thấy nỗi uất ức dâng tới cổ khi cô nghĩ tới những bài báo dối trá của anh anh thông minh nhưng không đủ lòng can đảm để sống đúng với mong muốn của mình anh đã thỏa hiệp để kiếm được một chỗ đứng vững vàng trong xã hội và thu về những mối lợi cho bản thân căn phòng này những bông cầm trướng rực rỡ trong bình pha lê tấm thảm len nổi những bông hồng lớn những đồ hộ bóng lộn kia các tiện nghi và cả tấm áo ngủ sang trọng cô đang mặc trên người được những thứ sang trọng ấy anh đã đánh mất vầng hào quang ngày trước linh thuộc lớp người sinh ra sau cách mạng và ngọn gió của nó đã thấm đẫm tâm hồn cô những ý tưởng tốt đẹp của nó đã thống trị tinh thần cô từ thời thơ ấu không một dao động nào của đời sống có thể dập xóa được bản tính quyết liệt và trung thực cô không chấp nhận sự thỏa hiệp mặc dù về phương diện lý trí cô đã thấy những phức tạp của cuộc sống sinh tồn và tha thứ cho nguyên nhưng trong tâm linh làn ánh sáng rực rỡ của những lý tưởng thời niên thiếu đốt anh thành tro tàn dĩ vãng tình yêu của cô với anh đã chết không thể vãn hồi em sẽ đi khỏi đây linh nói sau hồi lâu im lặng anh xin em chúng ta cần phải gìn giữ danh dự cho chính mình và cho bé hương ly anh thề rằng anh sẽ không đụng tới một sợi tóc em khi nào em chưa cho phép nhưng em không muốn nhìn bộ mặt của một người dối trá linh này có lẽ với những người đàn bà khác sự trung thực tối cao mà họ cần có ở người chồng là trung thực với tình yêu anh trung thành với em ngay cả trong ý nghĩ chẳng lẽ điều ấy không đủ cho em nhưng anh đã không trung thành với chính phẩm giá của mình em không thể yêu một người đã đánh mất phẩm giá em khắc nghiệt quá em tưởng rằng anh không nghĩ ngợi không cay đắng vì điều đó sao đã nhiều lần và nhất là chuyến đi miền trung vừa rồi khi anh nhìn những người đàn bà gầy gò xanh xao vờ cào cỏ ruộng khoai để các phóng viên thu hình ruột anh thắt lại là đàn ông không lẽ anh lại khóc anh đuổi cậu nhiếp ảnh đi tới bên một bà già hỏi bác cào cỏ khoai của đội hay của nhà bà ta quay lại gương mặt võ vàng, lầm lội. Khoai nào của bầy tôi, của hợp tác bên tê? Anh lại hỏi, sao các bác lại tới đây cao có? Bà ta ném cây cuốc xuống, ngồi thờ hồn hền và đáp. Mấy ông lãnh đạo xã bảo tới đây làm cho báo chí chụp phim. Ruộng bầy tôi, nứt thụt ống chân, có giọt nước mô mà trồng khoai, cây lúa. Hai tháng nay, nó có hột cơm vào bụng Bữa diếp Nghe có đoàn các chú về Hợp tác lên huyện Xin nếp về chia cho mỗi nhà hai cân Với ba lạng thịt heo Nói xong Bà ta lau mồ hôi rục Chú có chụp hình nhanh nhanh lên Cho bầy tôi về Nhọc quá Lúc đó anh không nghĩ được gì hết Mắt anh nhòe đi Anh định bảo những người đàn bà tội nghiệp ấy về nhà nhưng vừa định mở miệng, một trở lực âm thầm đã buộc anh phải ngừng lại, rồi ý thức của một viên chức buộc anh gọi cậu nhiếp ảnh kia trở lại chụp hình. "Cậu ta thì thào, dân đói quá nhà, em không dám ghi hình rõ, phải là mờ đi. Tại sao người ta lại bảo mình rằng huyện này làm ăn tấn tới lắm?" Anh không trả lời cậu ta, nhưng anh biết rõ bí thư huyện là một kẻ rốt nát do một vài thành tích Nói đúng hơn là may mắn, ông ta được cất nhắc từ một xã phía Bắc lên vũ đài chính trị. Ở đó, ông ta tự thấy mình là một vĩ nhân có sứ mạng dẫn dắt dân chúng làm cách mạng triệt đề và ông ta quyết biến huyện của mình thành ngọn hải đăng của toàn quốc. Tại sao người ta lại tin dùng một kẻ rốt nát và hám danh như thế? Sự cất nhắc người này, tấn phong người kia, nhiều khi phụ thuộc vào hàng loạt những yếu tố ngẫu nhiên mà ta không giải thích được. Em đừng ngắt lời, anh sẽ kể tiếp nhân vật đó. Với ao vọng trở thành ngọn cờ đầu cho cả nước, ông ta bắt tay vào thực hiện hàng loạt những công trình cài tạo sản xuất, xây dựng hệ thống thủy lợi, quy hoạch lại ruộng đồng và các công trình kiến thiết cơ bản. Việc cấu trúc nền kinh tế bao giờ cũng là việc hệ trọng nhất của một xứ sở hay một quốc gia lẽ ra nó phải được giao cho những bộ óc vĩ đại đầy đủ kiến thức khoa học và kinh nghiệm xã hội. Nhưng ông bí thư huyện ủy kia mới chỉ học qua bậc tiểu học, với một kiến thức như thế, lẽ ra ông ấy chỉ nên làm thủ lĩnh một gia đình gồm một bà vợ và bảy tám đứa con, thiết lập nền kinh tế trên hai mẫu ruộng với vài sào vườn chứ không thể tổ chức đời sống cho hàng triệu con người trên một địa dư phức tạp. Tham vọng lớn quyền hành trong tay đương nhiên ông ta sẽ đưa ra những công trình phiêu lưu những kế hoạch cảm tính không có cơ sở khoa học bảo đảm ông ta bắt dân chặt rừng thông để trồng lúa nơi xưa kia trồng lúa ông buộc họ trồng màu năm vạn người được huy động làm một công trình thủy lợi mà sau đó những cánh đồng thuần hóa trở thành khô cạn đất nứt lọt chân trâu những cánh đồng khác lại chìm trong nước úng Thật là khủng khiếp khi tham vọng và quyền lực được đặt vào một bộ óc tối tăm. Lúc đó sự tàn phá sẽ xảy ra trên một bề rộng và trong một chiều sâu mà sự hủy diệt của đạn bom cũng không sánh nổi. Nhưng nếu ông ta là người trung thực, có thể tha thứ cho một kẻ thành thực như ngô rốt chứ? Cái đó tùy em. Nhưng nếu như người ta luôn luôn tha thứ cho những người tốt bộ và làm hỏng việc, thì kết cục xã hội sẽ tàn lụi còn thì không thành thực lắm đâu một người thành thực không thể nghĩ ra cái mẹo phát gạo nếp với thịt lợn cho dân trước khi các đoàn khách trung ương về mùi xôi và mùi thịt sẽ đánh lừa cấp trên và làm hoa mắt đám cán bộ tuyên truyền đấy là cái mánh của tiểu thương thế những người làm báo chẳng lẽ họ dễ bị lừa đến thế chẳng có ai bị lừa cả người ta nhìn thấy ngay sự thật nhưng có một sự thật mạnh mẽ hơn chế ngự họ ấy là cỗ máy đã vận hành đừng dại dột mà cản lại nó em đã đi xe em biết má phanh và dây phanh là hai thứ luôn luôn phải thay vì hao mòn hư hại công việc cũng thế thôi khi tổng biên tập báo gọi anh tới và bảo rằng huyện y khá lắm lá cờ đầu của phong trào Cậu hãy tới tìm hiểu viết ngay một bài báo cho kịp đăng số đầu tháng. Nhanh chân lên, kéo các báo khác chấp mất thời cơ. Nghe đâu, hội đồng bộ trường đã có quyết định tặng huân chương cho họ rồi đấy. Sau khi nhận một cái lệnh như thế, anh lên đường và rồi anh chứng nghiệm cái sự thực cay đắng kia. Nhưng anh chỉ nhận biết, chứ chưa thể nắm được toàn bộ các cứ liệu xác thực về nó mà người ta cũng không bao giờ muốn anh nắm được các cứ liệu về sự thất bại tồi tệ của chính họ liệu anh có dám tự biến mình thành viên đá ném vào cỗ xe đang chạy kia không nó sẽ nghiền nát anh như chơi mà người ghét bỏ anh trước tiên có khi lại chính là ông tổng biên tập thân thiết ấy ông ta đang muốn báo có những cơ hội tốt để cấp trên chú ý và gây được tiếng vang giờ anh lật lại vấn đề phủ nhận một sự thực đã được công bố khẳng định những xét đoán của cá nhân anh việc đó hoàn toàn giống như việc ta tự biến mình thành viên đá nhảy vào cỗ xe cho dù cỗ xe có thể chạy chậm đi chút ít số phận viên đá sẽ thế thôi hoặc vụn nát hoặc vỡ thành răm bầy mạnh anh đã chọn phương án ít nguy hiểm nhất với mình chính vì thế những hiểm nguy và đau khổ đã dồn xuống vai những người nông dân héo hắt kia ở một vùng xa xôi thế khi những người có trách nhiệm hiểu ra sự thực bao nhiêu thất thiệt sẽ xảy ra đấy là điều đáng tiếc nhưng không ai tránh được ở nơi nào còn những trí thức tồi tệ như anh ở đó còn tội ác có lẽ nếu anh ngu dại hơn người ta còn có thể tha thứ cho anh được nhưng anh tinh khôn quá sâu sắc quá anh giống như một tên tội phạm giết người không phải vì mắc bệnh thần kinh không phải vì trạng thái thương tổn của tâm linh mà vì y có ý thức cặn kẽ về việc phải làm em điên đấy à sao lại hét lên thế em phải hiểu rằng giả sử anh làm ngược lại cái guồng quay đang chuyển động cũng không có một hiệu quả gì hết đó là sự thực vô cùng đơn giản mà em không chịu hiểu nhưng đã bao giờ có cái giả sử đó đâu linh vẫn khăng khăng hét lên như vậy hai má đỏ bừng nguyên thở dài hạ giọng anh chỉ là một hạt cát linh nhạc nếu độc thân anh có thể liều lĩnh nhưng đã có em và có con em không ăn miếng cơm của anh nữa em sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ cô vùng đứng lên nguyên đứng lên theo với vẻ tuyệt vọng anh nghĩ rằng anh nói với em tất cả mọi chuyện để anh nhầm cô mở tủ lấy quần áo, xếp vào chiếc vali nhỏ mà bà dì đã mua cho cô hồi được tin cô trúng tuyển vào trường đại học. Đã mấy năm nay, chiếc vali đó dùng chứa những thứ đồ cũ, không dùng tới. Chiếc màn cá nhân, tấm vỏ chăn hoa thầy nữ sinh và những tấm áo ngắn cũn cỡn cô còn giữ làm kỷ niệm. Linh mở nắp vali, mùi băng phiến bay lên lẫn mùi ngái của quần áo cũ. Cô tần ngần lật từng thứ lên xem nguyên đứng ở góc phòng liên tục rít thuốc tay anh run bắn anh không dám nhìn linh gió lùa vào phòng thổi tàn thuốc rơi xuống nền đá lát mấy bông cầm trướng rụng đầy mặt bàn có đến tuần lễ nay linh không thay hoa cô là linh hồn của gian phòng này cô là linh hồn của chính anh nếu cô ra đi cuộc sống thực của anh cũng sẽ đi theo nhưng làm sao níu kéo được những sợi tóc sau gáy của cô óng ả quá cả vòng hông nở nang kia cô có một thể chất đầy quyến rũ nhưng tâm hồn cô còn quyến rũ hơn nó là kim cương cứng và sáng chói nó cắt đứt rạch vỡ bất cứ thứ kính nào cô không biết tha thứ cho mình và cho bất cứ ai giá có thể cầu xin được nguyên nghĩ anh có thể quỳ xuống không hổ thẹn xin cô hồi tâm nhưng anh hiểu điều đó không ích gì Nên đành đứng im Rít thuốc Một con cánh cam bay lọt vào phòng Vè vè bay lượn Bé Hương Ly bị tiếng đập cánh của nó Làm thức giấc Con nhỏ ngồi nhồm lên Mẹ ơi Mẹ đây Linh quay lại Hương Ly nhìn chiếc vali chất đầy áo quần Sao mẹ lại cất quần áo vào vali Mẹ mang tới nhà bà Để làm gì cơ? mẹ ở đó Thế còn quần áo của con đâu? Trong tủ Con ở lại đây với bố Không, con cũng đi cơ Con bé kêu chạy nhào tới ôm cổ mẹ Con ứ ở đây Con cũng đi với mẹ Nhưng nhà bà chật lắm Con các cậu, các dì Rồi em Hưng, em Bảo Thế thì ở lại nhà mình Con ứ cho mẹ đi đâu Bé Ly kêu lên Nó quay lại nhìn bố Và dường như thấy không khí yên ắng Một tai họa nào đấy Sắp tới Nó khóc quà lên Mẹ ở đây cơ Mẹ ở đây Còn bé khóc to quá Linh vội vã bịt miệng nó lại Hương Ly Im đi nào Im đi Chóng ngoan Đám tóc đen mềm mại của đứa con phủ lên mặt người đàn bà như một lớp tơ hiền dịu. Da thịt nó sọc vào mũi cô một mùi hương non nớt, xé lòng. Nào nín đi con gái ngoan của mẹ, nín đi. Nguyên mở cửa, bước ra ngoài. Anh đi tới cuối phố, tha thần quanh mấy hàng thuốc rong, đốt hết cả một bao sông cầu. Khi anh trở về, mẹ con Linh đã ôm nhau ngủ. Trên má họ còn ngấn nước. Nguyên quỷ xuống, Hít mùi thơm từ mái tóc vợ tỏa ra và hưởng cái cảm giác gần gũi với gương mặt anh thở phụ. Lúc ấy, Linh bắt đầu ngủ say, cô đắm vào một giấc mơ nặng nề. Cô thấy mình bị một con thú lạ rượt đuổi trên đồng, con thú tựa như con bò nhưng cao lớn, hung tợn hơn, đầu nó vừa giống loài bò, vừa giống sư tử với bộ lông sơn dương hung hung tía. Hai mắt con thú lồi ra, đỏ và bóng như thủy tinh cánh đồng khô nè và những vết tức ngoằn ngoèo chia cắt. Thỉnh thoảng, Linh lại thụt chân xuống kẽ nứt và cô phải nghiến răng để rút bàn chân đã tuột hết ra lên để chạy tiếp. còn thú mỗi lúc một gần, không thể cất được một tiếng kêu. Mặt trời bỏng rát trên đầu, mồ hôi nhễ nhại tràn vào mắt, xót muốn lòa. Bỗng nhiên một ngôi nhà mọc lên trên khoảng đồng quạnh quẽ. Linh náu vào trong đó, nhưng hai cánh cửa sập lại rồi phía trước bức tường quét vôi trắng loá, những người đàn bà xuất hiện. Họ trùm khăn đen, mặt héo úa, võ vàng, mắt họ nhìn loang loáng dưới vành nón lá. Tôi không có lỗi, xin đừng nhìn tôi như thế. Linh muốn hét lên, nhưng lưỡi cô đã dính chặt vào hàm. Mấy người đàn bà im lặng dơ cào cỏ lên, mặt đất khô nè trải dài tới chân mây. Gió ào ào chạy qua, tung bụi linh ngã vật xuống nhưng cùng lúc ấy con thú cũng biến mất và một đôi mắt đắm đuối nhìn cô qua lớp khói thuốc cô bé tốt bụng quá xin cảm ơn cô